Thưa quý vị và các bạn, là dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đồng bào dân tộc Kháng cũng tạo cho mình những nét văn hóa riêng biệt, trong đó không thể không kể đến nghề đan lát truyền thống. Bằng đôi bàn tay khéo léo, họ đã tạo ra những vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Nghề đan lát của dân tộc Kháng tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường có từ lâu đời. Từ những vật liệu thông dụng của cây tre, nứa, giang, dưới đôi bàn tay khéo léo của người Kháng đã tạo nên các vật dụng để phục vụ cuộc sống của mình như gùi, sọt, nơ bắt cá, giỏ đựng cá, giỏ đựng quần áo, rất đẹp mắt. Hơn nữa, trong gia đình người Kháng, đan lát không chỉ riêng của phụ nữ mà cả đàn ông đều biết. Cái này thì biết làm từ lâu rồi, từ mình 15, 16 tuổi thì bắt đầu tập rồi, tập thì mới biết làm, đến bây giờ. Trước đây thì thấy người già nó làm thì mình đi xem thì mình cũng tập làm thì mới biết mà mình cứ làm dần đến bây giờ mới. Bản Nà Khuy, xã Bản Bo hiện có 52 hộ trên 220 nhân khẩu, nhưng đến nay chỉ còn lại 4 đến 5 người biết đan lát, chủ yếu là những người lớn tuổi. Còn lại đa phần đều không biết đan nữa, nhất là thế hệ trẻ hiện nay không còn mặn mà với nghề. Do đó, để bảo tồn phát huy nghề đan lát không chỉ là bảo tồn giá trị văn hóa, mà còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Kháng. Em thì mong muốn là giữ được cái dân tộc của mình làm đan lát cái này thôi. Mong muốn là xã nó giúp và quảng bá nhiều người mong đến để tạo việc làm cho chúng tôi thì làm được nhiều hơn. Để bảo tồn và phát huy nghề đan lát truyền thống của dân tộc Kháng, Đảng ủy chính quyền xã Bản Bo đã có những dự định không chỉ phục hồi nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc Kháng nơi đây, mà còn phát huy giá trị văn hóa của nghề đan lát này gắn với phát triển du lịch, đồng thời tạo công ăn việc làm và thu nhập cho chính người dân. Trong thời gian tới, thì Đảng ủy chính quyền xã cũng đang xây dựng một số kế hoạch, thứ nhất là mở những lớp đào tạo nghề đan lát cho bà con trong bản. Thứ hai là xúc tiến những cái quảng bá những sản phẩm đan lát của bà con đến đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh. Có thể nói nghề đan lát không chỉ là nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Kháng ở xã Bản Bo, mà còn là nét văn hóa riêng biệt độc đáo cần được khôi phục, bảo tồn, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, trân trọng và tự hào để bản sắc văn hóa của dân tộc không bị mai một cùng với thời gian.